Trung tâm Thanh Thiếu Nhi tỉnh phối hợp với Ban Thường vụ huyện đoàn Nho Quan tổ chức chương trình Khăn Hồng Tình Nguyện nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Tham gia chương trình, các em đã dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm xã Thượng Hòa, huyện Nho Quan, thăm hỏi tặng quà tri ân các gia đình chính sách với tổng số tiền 7 triệu đồng, tặng sân chơi, dụng cụ tập thể thao trị giá 15 triệu đồng, đồng thời tham gia trại hè kỹ năng với nhiều hoạt động sôi nổi, bổ ích. Khăn Hồng Tình Nguyện là hoạt động thường niên của Trung tâm Thanh Thiếu Nhi tỉnh để tri ân những người có công với cách mạng, giáo dục truyền thống, uống nước nhớ nguồn và tinh thần yêu nước cao cả, qua đó giúp các em rèn đức luyện tài, xứng đáng trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước.